Hello, chào các bác nhá. Nãy hôm nay thì anh em đi rừng gặp nghe cái đà cù, gặp lại gặp một cổ hóa thạch ngay dưới đường nha mọi người nhá. Đấy, đường người ta đi luôn đây này, thấy chưa? Đường người ta đi vào cái vào nương cái đấy, người ta không phát hiện tìm tí dưới đất. Đấy. Đấy. Cổ hóa thạch chuyên não nha mọi người nhá. Ui, cứng nhỉ. Nhiều người là không để ý, không biết từ là đá cuội nha mọi người nhá. Anh ngờ là tiền dưới đất ngay dưới đường đấy. Đây đường này mọi người ơi, đây đấy. Cái mảnh nha, mảnh nhỏ nhỏ đây này, thấy chưa, mảnh nhỏ nhỏ đấy, quá là đẹp luôn. Viên này có thể làm được mặt nhân rồi nha mọi người nhá. Trước là có một người dân lấy ở đây, ở ngay ở suối đây luôn, nó bị lộ lên đấy mọi người nhé. Đấy, được 1 mét, giờ lại gặp tiếp một cục nhỏ nữa. Rồi ok, mong cài tư đi đấy, quá là đẹp luôn, cổ hóa thật chuyển não. Ở đây là có khả năng là có cái to đấy. Bữa trước là có người lấy đây này, 1 mét, đường kính 50, cao 1 mét. Đây này, ngay dưới đường luôn. Đấy, người dân đi làm xuống rửa mặt và nhìn thấy như mình nhá. Đấy, ngay dưới đường luôn đấy. Cái này. Đấy. Đấy là cổ hóa thạch nha mọi người nhá. Đấy là. Cổ thạch này có thể về làm nhẫn là hơn 5-6 cái nhẫn nha mọi người nhá. Đó. Hơn 5-6 cái nhẫn. Cổ hóa thạch chuyển não. Đấy. Nếu mà trời mưa to thì chắc khả năng là thấy nhiều. Ở đây có rất là nhiều cổ hóa thạch nha mọi người nhá. Ok, giờ anh em sẽ đi về đây.